Xin chào các bạn. Chào các bạn quay trở lại với kênh Thuật Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn bypass tài khoản Google của những dòng máy Oppo. Ở đây tôi đang có là Oppo A3s nhé. Thì nó đòi tài khoản Google cũ khi mình reset lại. Khi mình mở lên thì đòi tài khoản Google cũ mà mình phải nhớ cái mật khẩu hoặc nhớ cái tài khoản Google cũ thì mới đăng nhập đi tiếp được. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách này thật sự rất là nhanh, có thể áp dụng rất là nhiều máy nhé, máy Oppo nhé. Ở giao diện này thì chúng ta sẽ vào cuộc gọi khẩn cấp. Ở giao diện cuộc gọi khẩn cấp chúng ta sẽ ấn là sao thăng 813 thăng. Rồi bây giờ ta ấn gọi nhé. Đấy, nó sẽ vào đây, vào thẳng cái trong này nên mình không cần phải là nhập những các bước kia nữa. Rồi, video mình hướng dẫn các bạn thực hiện bypass cái tài khoản Google của những con máy Oppo. Nói chung là A3s đây. Nói chung là dòng Oppo mà bypass tài khoản Google rất là dễ nhá. A3s nha. Ôi, video mình xin dừng tại đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.